Xin được kính chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của bên ô tô 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội. Với địa chỉ kinh doanh hiện tại bên em đang là lô 4 số 21 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội anh chị nha. Và em là Trường, đại diện bán hàng bên ô tô 62. Hôm nay sẽ gửi tới anh chị một chiếc xe để anh chị tham khảo qua màn này. Nếu như anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ chi tiết hơn về chiếc xe anh chị nha. Với cái chiếc xe này là chiếc xe của nhà sản xuất Hyundai. Đây là Hyundai Santa Fe, với năm sản xuất là 2022, bản Premium, phun dầu anh chị nha. Có ngoại thất màu trắng và nội thất là ghế da hai màu. Chiếc xe lăn bánh được đúng 5 vạn km, một chủ từ đầu biển gốc Lào Cai anh chị nha. Và với lốp theo xe thì cả dàn dày bịch, sơ cua thì chưa hạ sơn zin còn hơn 90%. Và chiếc xe thì cam kết bằng văn bản giấy tờ cho quý anh chị là xe không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản, full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất và còn nguyên bảo hành đến 2027 anh chị nhá. Vì vậy anh chị lựa chọn cái mẫu xe này và cả những chiếc xe lướt của bên em thì cực kỳ là yên tâm với bảo hành của nhà sản xuất và với cam kết của bên Auto 62 anh chị nhá. Mời anh chị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất và nội thất để anh chị có thể đánh giá chiếc xe. Đó, từ cái phần đầu xe của chiếc xe thì còn rất là mới luôn anh chị nha. Mọi cái là còn nguyên, chưa thay thế và tuốt tát một chút nào luôn anh chị nha. Đó, mọi cái cực kỳ mới luôn anh chị ạ. Lốp thì dây bích đây, và la răng thì cũng chưa bị trầy xước anh chị nha. Đó, ngoại thất màu trắng với sơn zin còn gần như cả xe. Vì vậy chiếc xe cực kỳ là đều xe luôn anh chị nha. Với cái ngoại thất màu trắng này, nếu như mà chiếc xe nào mà bị sơn sửa lại nhiều thì nó sẽ không được đồng màu đâu anh chị ạ. Và với xe thì chủ xe cũng lắp lên một số đồ cơ bản để anh chị vận hành anh chị nha, như là bọc bước này, hay là giải sàn với cam hành trình đã có đầy đủ rồi anh chị nhá. Và cái nội thất đây, anh chị hãy quan sát nội thất của chiếc xe còn cực kỳ mới luôn anh chị ạ. Với xe này thì chủ xe đi rất là giữ xe, vì vậy mọi cái nó còn rất mới luôn anh chị ạ. Keo chỉ mọi cái là nguyên zin anh chị nha, zin từng con ốc nhỏ, chưa thay thế mà vặn ra một chút nào. Và keo chỉ mọi cái đây, nguyên bản anh chị nha, hay là táp ly táp lô, hay là hàng ghế thứ hai đây. Anh chị hãy quan sát để đánh giá và cảm nhận về cái chất lượng của chiếc xe, thật sự là quá là chất luôn anh chị ạ. Nói về chất lượng thì con này phải điểm 10 cho chất lượng anh chị nhé. Đó, 5 vạn cây nhưng mà lốp còn dày bịch. Với cái xe này thì khả năng là em nghĩ là chủ xe họ đi đường dài nên là cây số nó lên. Chứ còn về tổng thể xe thì còn rất mới. Bên em thì không tua đồng hồ, vì vậy bên em để nguyên đồng hồ để anh chị có thể còn bảo hành của nhà sản xuất được anh chị nhé. Trang bị cốp điện rồi, với cái bản Premium này là bản cao nhất rồi. Keo chỉ mọi cái đây anh chị, nguyên zin, ốc cabo chưa mở ra một lần nào. Cabo sau đây, hay là nội thất đây, cực kỳ mới luôn anh chị nha. Chủ xe đi rất giữ xe, vì vậy nó rất là còn rất là mới luôn anh chị ạ. Đây, từ đồ theo xe, mọi cái là còn đầy đủ mà chưa dùng một lần nào anh chị nha. Lốp thì sơ cua chưa hạ, gầm xe thì cực kỳ mới luôn. Đó, điểm 10 về chất lượng cho chiếc xe này anh chị nhé. Hiện tại thì trong nhà sản xuất đã không còn bản phun dầu để bán cho quý anh chị nữa, nên là nếu như quý anh chị mà muốn sở hữu những chiếc xe Santa Fe bản phun dầu thì mặc định là anh chị sẽ phải đi mua những chiếc xe lướt. Và những chiếc xe lướt thì những chiếc xe nào mà nguyên km và không đâm va, không ngập nước và còn bảo hành của nhà sản xuất thì anh chị hãy lựa chọn anh chị nhá. Đó, keo chỉ mọi cái nguyên zin. Đây, táp ly bên lái đây, hay là những phím điều khiển đây, mọi cái còn mới cứng luôn anh chị nhá. Từ phím điều khiển trung tâm cho đến vô lăng, mọi cái là còn cực kỳ mới luôn anh chị ạ. Hơn 5 vạn km zin, full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa. Và với chiếc xe gì bên em đã kiểm tra check test cái lịch sử bảo dưỡng của nhà sản xuất rồi. Vì vậy bên em rất là đầy đủ những lịch sử bảo dưỡng, hay là được đội
Khi về đến cửa hàng thì đội ngũ kiểm tra bên em đã kiểm tra rất là kỹ càng về chiếc xe. Vì vậy anh chị cực kỳ yên tâm để mua chiếc xe này anh chị nhé. Mọi cái nguyên zin, keo chỉ nguyên zin, cabo chưa một lần bắn tuốt và máy thì cực kỳ mới luôn đây anh chị. Đó. Chi tiết của chiếc xe em đã lên sóng rồi. Nếu như anh chị mà quan tâm đến cái mẫu xe Hyundai Santa Fe này thì anh chị hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Với cái xe này thì em đang bán là 1 tỷ 179 triệu, vẫn có thể linh động bớt giá này. Đó, anh chị mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em Trường và vẫn có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng được 70% anh chị nhé. Kính mời anh chị qua trực tiếp bên em theo địa chỉ là lô 421 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội anh chị nhá. Em Trường xin được chào tạm biệt và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết clip anh chị nhá.